Lực chào các bạn nha, chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lực. Thì hôm nay ngày tiếp theo Lực câu cá ở Chi Tôm các bạn. Thì Lực đang ở cái điểm câu. Hôm nay thì Lực câu ngay cái kênh dọc đó nha các bạn. Đó, thì kênh này nằm xéo xéo cái núi Cô Tô các bạn. Video trước thì Lực câu ở xéo xéo cái núi dài, núi Cô Tô đằng đó đó các bạn, xéo xéo đó các bạn. Đó, đằng trước Lực câu ở bên cái cánh tuốt ở trên kia các bạn, bên cạnh núi dài bên kia nha, hướng trên kia xa lắm. Giờ Lực xuống cái điểm câu các bạn, Lực chưa có dọn cái chỗ nữa, thì hôm nay chắc Lực câu dài dài vô cái kênh dọc này nè các bạn, dài dài vô trong các bạn ơi. Cái kênh chính ở phía ngoài đó các bạn, chỗ cái chòi phía ngoài là cái kênh chính phía ngoài các bạn. Kênh này thì nó phía trong này là kênh nhánh thôi, do đó thì tàu ghe nó không có vô, bởi vì cỏ với lục bình nó mọc kín hết trơn à. Đó, thì kênh Lực câu nè các bạn, chung mấy kênh cái dạng như thế này thì cái mùa khô nước có giật xuống cái người ta chặn, người ta xịt hết trơn các bạn. Thì cái mùa này do là nước nhiều á, với lại cá nó cũng có về các bạn, nên là nó cũng có cá các bạn, chứ mùa khô người ta xịt rồi cái cá nó còn rất là ít, cá nhỏ không à. Nay mọi câu nè các bạn ơi, mùa này thấy cá mè dinh nhiều quá cho nên Lực khoa cám câu nha các bạn. Đó, cám hôm nay cám thơm nha, thì bữa trước là câu cám tanh này. Ăn các bạn ơi. Mày dinh. Một em nha bạn. Đó. Cá nó cũng ụt lai rai các bạn ơi, chúng cũng không có nhiều, thấy nó ụt cũng lai rai à. Kéo bạn ơi, kéo. Trời, cá mè dinh này bự các bạn ơi, mọc ú luôn nè. Nè, mọc ú luôn. Đã không? Cá này chắc có trứng quá. Hết biết cái bụng này. Cá mè dinh cũng bự lắm các bạn.
bắt thuyền cá. Hú luôn bạn ơi. Rồi, cá rô đồng các bạn ơi. Rỉa quá trời, rỉa là tiếng đâu cá. Tiếng đâu cá mè không à. Cũng được, cũng được, cũng được. Ăn các bạn ơi. Quá trời cá nữa rồi nè. Cá bự không các bạn ơi. Con nào con nấy bụm tay không trời. Nè. Hết biết các bạn ơi. Đã trời. Bự không các bạn ơi. Kéo luôn ta, kéo luôn ta. Cá này bữa nay rỉa nhiều quá. Dội hả bạn? Cá rô. Giỏi quá, nó sảy phải chờ nữa các bạn ơi. Chờ nó cũng hồi nó dính nữa nè. Thì sớm là sảy rồi. Cá rô cũng bự nữa các bạn ơi. Hết nặng tay rồi, cái con kia con nào lấy quá trời bự rồi. Tiếp con nữa. Dính không? Bự quá trời bạn ơi. Thả xuống lớp rít mà, con nào lấy bằng bụng bụng không á chứ. Cá bữa nay bự bự không bạn ơi. Chuẩn bị. Chở mình hả mày? Một em rô đồng. Đây. Em thứ ba đó bạn. Luôn kìa, ăn luôn các bạn ơi. Đó.
nó dính luôn với là lật bình luôn. Ok. Còn nữa các bạn ơi. Ha. Chặt bá luôn các bạn ơi. Cái ổ này bữa nay, cái ổ này cá bự không các bạn ơi. Cá sớm giờ nào nấy bự bự không à. Bụm bụm không đó các bạn. Hôm nay đi quýnh cái điểm này không bạn ơi cũng được rồi. Cá không có quá trời cá. Ăn luôn. Còn nữa. Các bạn. Ráng còn nó về nha bạn. Cũng muộn rồi bạn ơi. Còn cuối kìa, còn cuối kìa, còn cuối kìa. Mấy con u nu à, nhiều con nó dài thòn. Điện thoại nó hết pin các bạn ơi, đột ngột quá không biết về đổ mang cá ra bạn ơi. Chung cá mèo bữa nay có bài bự không hả bạn đó. Hết pin cái điện thoại nên nó cũng không có sáng lắm nha bạn, không có bắt được cái led các bạn ơi. Cá bự không bạn ơi, ú không à. Thôi mới cái rô nữa. Thôi là tạm biệt các bạn luôn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn luôn nha.